Việt Nam روی دروازه ما یه سر توپ که فرصتی برای ویت نام. چقدر خوشحال سر توپی میخوره اینجا دانشگر دانان بازی میکنه در ویت نام. یه سر توپ دیگه چقدر راحت بچه های ما جا میمونن نیم و بخت و حیرت خانزاده و دانشگر بیرون رفته یه فرصت حالا برای تیم ویتنام و باز هم باز شده دروازه تیم امید حالا برای خزر به زده میشه این گل چهارم رو میزن Van Quint, what a save by the goalkeeper. He can't keep the second one out, and they finally scored a goal against the Malaysians. And it's the substitute, the man who wasn't even supposed to start, but is Arnold's back up again. Van Quint. So Van Quint, Van Quint, what a goal! He's been quiet so far. But Nguyen Van Quint, who's been asked to patrol down the right-hand side with the departure of Van Tan Quang, has managed to put Vietnam in front. Malaysia take the lead. Safik, the keeper, waited and waited for the ball to bounce in front of him. And it was No Sharul who poked it away. Hungvin! Back in it. Inside it is Indra Putra. Malaysia with the opportunity. It's an own goal. Back in front again. 3-1. Tien Tan putting it past his goalkeeper. Fadli Shah's open goal. That's goal number four. It's onside this time. Finally. Ball doesn't sit. It does sit. Got a goal back. Wells. Lại trong cú đá này. Mạc Hồng Quân vào. Cú đá rất Công Phượng. Huy Toàn đang di chuyển rất trống trải ở bên phía cánh trái. Và đó là một đường chuyền hết sức thuận lợi. Huy Toàn. Giống như điều mà anh đã làm ở bán kết. Có Huy Toàn. Cú sút của Huy Toàn và một bàn thắng tuyệt đẹp đội vào Việt Nam. Trường rút ra được bài học thì để rất nhiều khoảng trống cho tiền vệ mang áo số 25 của đội tuyển U23 Việt Nam. Công Phượng, cơ hội, dứt điểm ngay, 4-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là Hữu Dũng, Trần Phi Sơn. Và đánh đầu chuyền bóng lại rất hay và tỷ số là 5-0 cho U23 Việt Nam. Thái Lan. Đội Kaka rất tiếc đã có một tiền